Rồi hồi trước là nghe nói chị Hạnh ham học lắm đúng không? À, Học đến lớp mấy mình nghỉ? 12 Học lớp 12, rồi sao à. mình nghỉ uổng vậy ta? Đi làm nghề người người ta chủ chủ đi không có nhà không có năm xưa là những dòng nước trong tranh lưng ngắn trăng mưa có vậy á. Để Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ vẫn đang có mặt tại huyện Bình Tân thuộc tỉnh Vĩnh Long. Và ngày hôm nay thì tiếp tục cái hành trình của mình, Bùi Hồ lại gặp gỡ một cái hoàn cảnh khá là đặc biệt. Một cái cú sốc đầu đời thì chị này phải bị xiềng xích suốt mấy chục năm qua. Nghe gia đình trao đổi rằng á là vì ham học, sau đó là rớt tốt nghiệp và từ đó thì cuộc sống của chị trở nên mất bình thường, và vì sợ chị đi nhiều nơi khác á mà không có kiểm soát được, và gia đình bắt buộc phải đưa chị vô một cái lồng sắt. Và bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng gặp gỡ chị ha. Em xích vô này. Em chào chị ha. Dạ, chị tên gì? Dạ. Chị Hạnh. Chị Hạnh là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 49 tuổi 49 tuổi rồi. à. Dạ. Chị Hạnh sáng nay ăn gì chưa? Không cơ bơi Tại sao người ta lại khóa mình lại vậy chị Hạnh? người ta ghét người ta khóa gì chứ Người ta ghét mà khóa vậy hả? À trời ơi. Con khóa đẹp quá, con khóa chụm Người ta thấy mình tôi đẹp quá đúng không? không? Ừ, người ta thấy mình đẹp quá người ta khóa lại. Tôi là ông Diêu. Chị Hạnh có chồng con gì không? Chưa. Chưa. Rồi hồi trước là nghe nói chị Hạnh ham học lắm đúng không? À. Học đến lớp mấy mình nghỉ? 12. Học lớp 12, rồi sao À. mình nghỉ uổng vậy ta? Đi làm nghề, người người ta chủ chủ đi không có nhà, không có làm gì. Không. Dạ. Chị Hạnh sống ở trong này một mình buồn không? Buồn Bây giờ muốn đi ra ngoài không? nó buồn Em mở cửa cho ra. dạ cửa đi chó cửa đi Dạ chứ. Hả? gì khóa ra một cửa đi Chị Hạnh mở được không? ăn Không. Sáng nay chị Hạnh ăn ăn gì vậy? ăn cơm cá Ăn cơm cá tự mình nấu ăn hay là ai nấu? chị cũng đâu Dạ. chị cũng đâu Chị Cúc nấu. Chị là năm nay là 50 mấy tuổi rồi, nhưng mà mấy mấy mươi năm qua là chị cứ bị nhốt như thế này. À, chị Cúc ơi, vô đây gặp em gặp tí xíu đi. À, Trung ơi, chị Cúc qua đây ngồi đi. Em thấy là khi mà em tiếp xúc với tiếp xúc với chị Hạnh á thì em thấy là chị Hạnh vẫn nói chuyện bình thường, nhưng mà vì sao gia đình mình phải gào lại như thế này? Thì tại vì có khách nên là gắng kèm em Hạnh gắng kèm chế đầu óc chứ lên cơn em họ Hạnh á bệnh nhiều lắm không có kèm chế được mình tự đánh mặt mày sưng hết trơn rồi đưa đồ ăn đưa cơm rồi nó bẻ tay người nhà chăm sóc nữa rất là sợ nên không có dám mở cửa thì để vô bọc vô tô vậy nè rồi nghiêng đưa vô thôi rồi sợ em đi ban đêm mấy người lạ là hại em nên là ở trong đó đang bảo vệ rồi sợ nó ra đường rồi chúng quýnh nó nữa thấy nó vậy chứ nó sụi cái chân nó đi không có nổi rồi nuôi từ hồi học lớp 12 là thi rớt tốt nghiệp đó thất vọng gì rồi mà là làm bài đưa vô vậy nè là cái bài cuối cùng sợ quên mẹ đưa đi học ủng hộ và đặng thi đó rồi sợ quên cho nên là mới thò tay vô học tủ đặng mà tính lấy tài liệu coi mà chưa coi thì giám thị đã đánh vô học dịch ung rồi thất vọng tới giờ tính học chân sụi rồi đi bán nước mắm rồi học lần nữa đi làm việc ngồi văn phòng cho nó đỡ khổ rồi bệnh tới giờ là mấy chục năm rồi Không biết là gia đình mình là có mấy người ha chị ở gia đình thì có mẹ Cúc? là Nguyễn Thị Vân Dạ. tuổi mẹo là 86 tuổi nay là 87 Dạ. Trong gia đình ngôi nhà này rồi có mấy người? rồi xong lần đây mà có đứa em bên bển nhưng mà mình là thứ tư thì Nguyễn Thị Cúc là 60 tuổi đi dạy về hưu rồi nghỉ Là giáo viên. dạ dạy hưu giáo viên mầm non đó rồi nghỉ đồng lương eo hẹp về cũng nuôi gia đình rồi anh Nguyễn Thành Cọp là cũng có vợ rồi vợ thôi rồi thất tình rồi bệnh luôn cũng mấy chục mười mấy hai chục năm mà rồi còn thêm có đứa con là Nguyễn Thị Phương Hồng Huệ nó đi học rồi đi làm văn phòng ở dưới Bắc Cạn á
Rồi còn đứa em bên thì Nguyễn Thị Mỹ Phượng. Nhưng mà gia đình của chị á, cô bác anh chị thấy là chị Cúc khi mà hỏi gia đình là chị nói cả đầy đủ họ và tên, có nghĩa là trước đây chị cũng đã từng đi làm là giáo viên nên là nữ, là chị nói một mạch luôn á. Mà không biết thì cái đồng lương hưu của mình bây giờ được nhiêu tiền nè? Đồng lương hưu thì bây giờ có 4-5 triệu à. Rồi gia đình của ngôi nhà của mình là hiện nay là em thấy được 4 người. Dạ. Còn có chị Hạnh, anh Cột đúng không? Dạ, với mẹ. Với lại mẹ, với lại chị. Dạ. Vậy thì số tiền đó mình đủ sống không? À, dạ không, túng thiếu lắm. Rồi mua hộp dịch đồ khô khô quẹt ăn đỡ, rồi mua cá nhỏ nhỏ thì sợ mẹ ăn mắc cổ cho nên ăn hộp dịch đồ thường. Ăn nước tương hột nè, tạm đỡ bị gì. Một tháng là phải bao đi không đa ôm nặng cho mẹ với mấy người bệnh tâm thần đi lãnh thuốc á. Là một tháng là hết 400 ngàn tiền xe 4 lần rồi. Chị có gia đình gì không chị Cúc? Có gia đình nhưng mà gãy gánh lâu rồi. Có một con đó, một con gái đó là Phương Hồng Huệ đó. À. Rồi nghỉ rồi dạy rồi về nuôi, rồi nghỉ hưu 3 năm rồi nuôi mẹ nằm viện đồ. Rồi giờ mẹ cao huyết áp, rồi tim, rồi đủ thứ hết trơn á. Em thấy là nhà mình ở đằng sau này có rước và nhiều cái thùng là dạ, cái sao thùng đó? Này để đằng chứa nước, đằng dội cho nó đó. À. Thế mình tại vì cũng nghèo rồi, hà tiện nước cây. Xài chút đỉnh thôi, với mình lộ thì sang qua nó không có dơ, rồi xách nước sông đem lên đặng để đặng dội cho nó. Còn nước cây thì để ra ăn uống với sinh hoạt. Không phải chị Hạnh. Nhưng mà chị Hạnh gặp người lạ là cứ vui vẻ vậy đúng không? Thì gán gán, tại bữa nay có mấy anh vô nên nói gán gán gì đó, chứ về rồi hồi là lên cơn mới la làng, nãy giờ đấm đánh mặt ngoài sân chân đó. Nhưng mà lúc chị lên cơn thì chị thường hay nói gì? Không, lên cơn rồi la làng lên, nói bậy nói bạ, nói người này đánh tao, người kia đánh tao, người đó nhập vô đó à. Rồi cái đánh quến bành bành vô tay nè, tay chân sưng trơn, để tay xuống như nè, rồi dần. À, ở ngoài sau đó là cái khu đó là vệ sinh của chị Hạnh hay sao? Không, vệ sinh cho nội trong cái lỗ đó, sau đó đi xuống đó à. Còn sau kia là mấy mương. À. Đi xuống đó vậy đó. Trời ơi. Tắm rửa sao? Tắm thì chị đằng đây là mẹ với mình với đưa cho em nữa mở cửa ra. Rồi xong rồi vô chứ một mình vô thì nó quánh hận, quánh mẹ văng vô cái tường, quánh em văng vô cái tường luôn. Ba bốn người hộ vệ mới được, không thôi là không có lợi nó. Nó lên cơn nó không có nghe lời. Dạ. Bệnh mà. Mình có cho chị uống thuốc gì không? Có, uống thuốc tâm thần thì một tháng, một ngày hai lần. À, một tháng thì 18 tay, 18 tay đi xuống thị trấn Tân Quế lãnh. Rồi ngoài ra thì uống thêm thuốc bệnh, thuốc ho, thuốc tim, thuốc gan rồi vậy đó. Thì cũng sáng uống tâm thần thì xong rồi hồi uống thuốc bệnh bảo hiểm. Rồi 1-2 giờ thì uống thuốc bảo hiểm nữa, rồi chiều thì uống thuốc tâm thần nữa. Tối ăn ngủ, mà có khi sáng đêm nó cũng không ngủ nữa. Chị ca gì đó, ca em nghe với. Ca em nghe với. Ca. Ca hay quá, ca em nghe với. Chú lên là đâu có bận lần á thì khi tao đốt chị đóng mì chôn, đóng mì chôn mì gồm mì chôn ca đi đặng cho anh ta thu kìa. Qua bận mà qua diện thì màu qua thư chấm ngâm qua thì giống như diện tình em ngắt thư. Ồ tiếp tiếp chị, hay quá luôn kìa. Ca tiếp em nghe với, hay quá. Rồi lên công cổ đi. Ca cao quá, bị bà tiếng. Ờ, ca gãy, ca nhỏ nhỏ thôi, ca cao đó, bà tiếng. Ba qua chuyện cái ghế ngồi anh ba. Được. Dòng nước trong trong như chờ mình nghe năm xưa lời những dòng nước trong trong lưng ngắn chân mưa. Có vậy á. Để. Để. Mà nói tiếng là hè. À, chị vui á. À. Vui á, cũng như bên nào có khách cái vui á. Chị thì chị vui hơn. Hát lại cho em nghe bài nhạc, em nghe hay quá trời luôn à. Em từ xa lắm rồi lại đây nghe chị ca nè. Mà qua diễm thì màu hoa tươi thắm lắm qua, thấy chung như diễn tình em thắm. Cười khẽ. Hả? Hồi nãy em vô là chị xin tiền. Ừ. Xin tiền để làm gì? Tìm thuốc uống. Bị gì mà mua thuốc? Đau bụng. Đau bụng? À. Thiệt không? Thiệt. Rồi ai đi mua thuốc? Má mua. Má mua? À. Bữa nay mới đau bụng hay là ngày nào cũng đau? Ngày nào cũng đau. Ngày nào cũng đau rồi xin mấy ngày khác xin tiền ngay. Rồi xin tiền má. Xin tiền má, má làm gì có tiền? Má mượn. Đúng rồi, má hư quá đâu có tiền. Má mượn ngay.
Má mượn tiền xe, má tôi gùa. À, má năm nay nhiêu tuổi rồi chị Hành? 56 tuổi rồi. 56 tuổi, mình có thường ngủ với má không? Không. À, sao vậy? Ngủ riêng không à. Sao ngủ riêng không vậy? Nói chung đánh bỡ. Rồi sao đánh má mình? Tại đã tự nó cơn bệnh rét đến. Cái gì? Đánh đã đỡ cơn bệnh rét. Lên cơn bệnh. Lên cơn bệnh mình mới đánh thôi. À. Chứ bình thường là mình thương má mình không? À, thương. Thương sao nói em nghe với, em không hiểu á. Thương coi như má như người lớn vậy. Thương má như người lớn vậy. Ngày sao nữa? Vì má thương thương mình. Ba mình đâu rồi? Chết rồi. Nên sao mất? Ông bệnh mấy năm rồi. Gì? Ông bệnh mấy năm rồi. Bệnh mấy năm rồi. À. Mấy năm rồi? 4 năm rồi. Lúc đó mà ba mình chết mình biết không? Biết. Rồi ba mình... Ba bệnh, ba mất hồi năm 96 mà ba bệnh lúc đó là ba bỏ mẹ ba đi rồi mẹ con nhà tự sống. Mà lúc trước là mẹ, má của chị Hạnh đó là làm cái công việc gì nuôi chị Hạnh? Bán, đi bán, mua bán. Bán gì đó? Bò ăn chuối. Bò ăn chuối. Bán gì? Bỏ gạo, ăn. Ủa nhưng mà thật ra thì tự nhiên Mười Hồ suy nghĩ như thế này nè. Chị Hạnh nói chuyện có giống như là bình thường á. Đó. Đó, rất là vui vẻ ha. Thấy biết nãy gì không? Biết nãy gì không? Mì chô. Trong trong quay này rồi. Mì chô. Mười Hồ cầm cái mic á. Nên chị nói là một cái micro. Micro này để làm cái gì? Ca. Rồi ca tiếp đi. Vô lên là đậu qua bằng lần ngã thường qua mặn mà qua hiểm nghèo mình cho tiền đi cho tiền đi ca hay thì phải cho tiền chứ nhưng mà chị muốn nhiêu tiền để mua thuốc đau bụng nhiêu được ngàn được không được. Ngàn sao đủ mua chết hết thời nó không có biết cả sạch dạ. Tiền đâu ngàn sao đủ mua này là nhiêu ông biết mà 10.000 đủ mua thuốc chưa? Đủ. Hay là thêm? Thêm nhiêu nữa? Trời có cái thùng tiền luôn lấy ra cho em coi coi. Lấy đồng tiền coi. Ít vậy hả? Ôi trời ơi. Đâu đi em coi coi. Lấy này ra em đếm lấy ra hết cho mình. Nó là cho đếm nên nó thường như mạng đó. Rồi đợi lại. Chưa lấy ra đi. Lấy tiền ra. Rồi, chị đếm cho em coi coi. Đây là có hết chị lấy ra thôi. Rồi, Hoàng. Đưa đây, đưa tiền này. Đưa tiền đây em lấy. Thì sao cháu? Dạ không có vợ đâu, ai chết như là đứa vậy đó. Cho em mượn tiền, em mua thuốc đau bụng cho chị. Em mua thuốc đau bụng cho chị. Lấy thì xài, cái gì xài. Lấy thôi cho chị đau bụng mà. Đưa đây em mua thuốc đau bụng cho. Em nói thiệt á. Ừ. Đưa đây. Lấy nó là nó nói lấy người ta thiếu 8 chị bà không trả. Đâu chị được bao nhiêu tiền rồi chị điếm thử. Đâu có biết đâu. 300 rồi. Trời ơi. Là ai lại là cũng nói là mua thuốc đau bụng để mà có tiền để vô show đúng không? Đúng không? Gạt ba đúng không? Có không? Có. Bây giờ con đau bụng không? Còn ngâm ngâm đưa thêm tiền nữa là hết luôn đúng không? Hả? Sao? Hả? Lấy tiền nữa không? Mới được. Mà con đau bụng không mới đưa tiền? Con ngâm mua dầu đi. Mua tới giờ tới mua dầu. Mua dầu xích. Mua dầu ha, để em coi coi. Thấy không? Tới ngày đợi xích dầu qua bị đánh. Cái này là đủ cho dầu không? Này là nhiêu tiền? 20. Trời ơi. Nè. Này là muối gì? Rồi sao muối. Cảm ơn người ta. Chưa, muối gì? Dầu. Còn hồi nãy? Muối dầu nữa hay. Biết tiền nhiêu nhiêu. Tại tới hồi vậy chứ có biết gì đâu. Có khi bỏ nóc mùng có khi dục mà hè. Dục hả? Dục. Thì cũng có nói vậy thôi chứ nó lên cơn lắm, nó đâu phải đâu nếu có nhúc vô. Nếu như mà chị Hạnh á mà được uống thuốc đàng hoàng ha, tâm sự thường xuyên có thể cuộc sống của chị trở lại bình thường đúng không? Tại vì theo cảm nhận riêng của Mười Hồ á,
chị vẫn còn ý thức khá là rõ về cái việc mà cảm nhận được tiền nè, biết tâm sự với mọi người, hỏi đâu trả lời đến đó, thậm chí là mấy mươi năm qua rồi biết ba mình mất như thế nào, biết mẹ mình từng làm trở nên như vậy. Rất mong là chị sẽ, chị đang hát. Thôi bây giờ chị Cúc qua đây gặp anh của mình ha. Ở đây cái nhà này thấp lắm, cái nhà này đứng là ngang cái vách luôn. Cái nhà này là hồi lúc cái kia mẹ đứng đó là có cái cô danh cầu Thiền Đức, cô tài trợ cô cho đó, giờ mấy chục năm xuống. Ra đây đi rồi. Chị